Ủa sao ông ngủ đi vẽ lên cái mền làm gì vậy em? Vẽ lên mền gì anh này? Cái gì vậy? Trời, cái gì áo dài nữa hả? Nè, nhìn coi đẹp không? Đó. Em là cô giáo thời trang nhất trường tiểu học mà. Đang còn ngủ hay sao vậy? Bớt bớt lại giùm đi, đừng có đu dây điện giùm anh cái. Anh đó nha, em mà không lấy anh sớm á là chắc là em đã trở thành một nhà thiết kế thời trang hay là một diễn viên nổi tiếng chẳng hạn. Mà thôi em ngủ đi, ôm diễn viên nổi tiếng ngủ đi, dẹp đi, dẹp đi, đi ngủ đi. Đi ngủ đi, khuya rồi. Dẹp đi, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ đi, diễn viên nổi tiếng, đi ngủ. Lúc nào cũng trù dập ước mơ của em hết á. Trù dập gì mệt quá, ngủ đi, ngủ đi. Búp bê ơi, em đẹp lắm. Ước về mẹ chị mai rằm cho chị. Giống em vậy đó. Mà mẹ chị không thích mai rằm, mẹ chị thích mai áo dài à. Đừng có nói gì mẹ còn nghe. Ê anh. Ừ hơ. Nè nè, coi cái áo dài em mới mai đẹp không? Này của con nè. Đâu anh coi thử coi. Này của em nè. Được không? Được, nhìn được đẹp. Anh. Hả? Đẹp hay xấu chứ được là sao? Được là đẹp, đúng không con? Đúng không? À, được là đẹp, bình thường anh khen đẹp rồi, bây giờ anh khen được cho nó lạ. Búp đẹp thiệt không? Đẹp. Mà búp bê ơi, ba sợ mẹ mình buồn nên á hả, nói xạo á. Bạn, nói gì vậy bạn? Giỡn á. Minh Nhiên, làm gì vậy? Bước qua đây mẹ biểu coi, đứng lên. Đứng lên. Đây, đây anh đưa áo dài đây. Cái áo dài này mẹ mới mai cho con nè. Con thử cho mẹ coi đẹp không? Con có vừa không nè? Con biết rồi, là áo dài rồi. Thì thử cho mẹ đi, mẹ mới mai cho con nè. Thôi không thử đâu. Sao? Con không muốn mặc áo dài. Đứng lên thử cho mẹ đàng hoàng coi, mẹ đánh đòn bây giờ đó. Thôi mà, nhiều khi rườm rà quá, nó không thích mặc con nít mà em ép nó sao được. Cái gì không vậy? Mặc thì... Gì anh nói gì vậy? Không mặc thì cũng phải ráng mặc đi con, mặc đồ vô đi. Đi, mặc vô cho vô cửa vô nhà con, đi. Đi. Anh đó nha, bỏ xuống thử cho mẹ coi. Đi để mặc gia đình mặc đi con, nhanh lên. Đi vô trong thử cho mẹ, nhanh lên. Không, đi nhanh lên, đứng lên. Không, đi. Ok đi, đi con, đi, đi, đi. Con bé này, liền lập, đi. Đi thế đâu. Bốn vương quốc sẽ tiếp tục chinh phục đêm thi thứ ba của vòng 2 với chủ đề lễ hội. Nhiều. Và mỗi vương quốc chúng ta sẽ có một cơm đi con. Và như vậy, với các thành viên diễn chính của mỗi vương quốc hôm nay sẽ là... Vương quốc Loài Hoa với bạn Khả Hân, Vương quốc Đồ Chơi với bé Kim Ngân, bạn Mai Vi đến từ Vương quốc Cổ Tích, và cùng với Vương quốc Kiều Hồng chính là bé Phương Vi. Áo dài mà ám vô giấc ngủ luôn á trời. Ơi. Gì vậy em? Con đâu tự nhiên ngồi đây? Gì vậy? Trời ơi thì thôi. Con nó không chịu mặc thôi chứ có gì đâu mà em ngồi em buồn. Anh không có hiểu gì hết trơn á. Quá hiểu cái gì thôi nè. Thứ hai hả, bên công ty anh có tiệc. Em lo quần áo cho con rồi đi nha. Em nữa nha. Vậy hả? Ừ, chuẩn bị đi. Ok, anh cứ yên tâm. Rồi. Ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Ngồi dậy. Dạ. Ngồi dậy tôi nói chuyện. Dạ. Bây giờ không có mẹ ở đây. Dạ. Trả lời cho tôi biết tại sao không chịu mặc áo dài. Dạ, tại vì con thấy áo dài nó rùm rà quá à. Mà hả, nó cũng dài nữa. Mà hả, con cũng thôi, không thích mặc đúng không? Con không có nói vậy được. Nè, áo dài là áo truyền thống của nước mình, thấy không? Ai cũng phải mặc hết, con đâu có được nói như vậy.
Ủa nhưng mà ngày bình thường đâu có cần mặc đâu, chừng nào tới Tết mới mặc chứ bộ. Nhưng mà ngày quan trọng là phải mặc chứ đừng có nói gì hết. Bây giờ nè, tuần sau công ty tôi có tiệc rất là lớn, có bạn bè nè, có bánh trái, có rất nhiều thứ thú vị luôn. Con muốn đi con phải mặc áo dài. Nhưng mà con không thích đi đâu, tại vì áo dài. Bây giờ con mặc áo dài hay không? Dạ không. Không thì con sẽ phải ở nhà, mẹ sẽ không cho con đi. Ba mẹ sẽ gửi con qua bên nhà bà nội để coi, để con có muốn đi hay không. Không mặc áo dài thì ở nhà. Chó ơi, mình không thích mặc áo dài đâu, mà ba mình cứ bắt mình mặc áo dài hoài à. Mà hả, mình cũng không thích qua nhà bà nội nữa. Chán thôi. Nhiên ơi Nhiên. Nhiên gì vậy trời? Ủa? Trên lầu có nó không? Ủa con đâu anh? Không. Con bé này nó trốn ở đâu ta? Anh ơi đi tìm đi, con nó mất tích rồi hả? Mất tích gì em nói bậy bạ không à, nhiều khi tại em á. Gì? Em ép nó mặc áo dài nhiều quá, cái nó quảng quá, nó trốn em á. Thôi mệt anh quá, anh đi tìm con đi, tự nhiên không có con ngồi đi nói em làm sao? Thì từ từ nó vòng vòng trong nhà không, chứ có gì đâu mà em sợ dữ vậy. Vòng vòng nãy giờ mình tìm nó có đâu. Có chuột hả? Nghe tiếng vậy. Trời đất ơi, nguyên một con chuột bự chà bá nè. Bước này, bước này, bước này, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi, sao vậy con gái? Cái gì vậy? Nãy giờ không nghe ba mẹ kêu hả? Ôi, thấy thương quá vậy, sao ăn mà chui trong đó vậy con? Sao vậy, chuyện gì đó mà mẹ nghe coi. Mẹ biết rồi, tại mẹ phải không? Mẹ bắt con mặc áo dài con không thích đúng không? Thôi, không thích thì thôi, ba mẹ không ép mặc áo dài nữa, được chưa? Vậy thôi, không thích thôi, mẹ không ép nữa. Được chưa? Nhưng mà con phải mặc áo dài cho mẹ vui.